Sóng gió, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi một lý nhận 0.5 USD và rút về liền nha. Con quét này các bạn nào muốn đầu tư thì đầu tư, không đầu tư thì cũng rút, dẫn rút 0.5 USD về nha các bạn. Con quét này khởi chạy đâu được 7 ngày và mình coi min lãi suất của nó, các bạn đầu tư thì 1.4 tăng 4%. Đăng ký miễn phí nè các bạn, đăng ký miễn phí nhận phần thưởng 0.05, giới thiệu bạn bè để nhận tối đa 12% hoa hồng giới thiệu bên cạnh. Rồi đầu tiên thì con bé này rất là uy tín các bạn, vì mình đã có tài khoản kia, mình đã đăng ký và rút về tiền về liền các bạn. Vì các bạn bấm vào nút đăng ký muốn chơi con bé này phải bấm vào này, mình phải có một cái tài khoản chơi mới được nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn username, tên, password, email và câu hỏi bí mật. Còn bên đây các bạn xác nhận lại cái nữa nha các bạn. Thanh toán qua Bitpepperny, Bitcoin, Dogecoin và Bitcoin Cash. Đầu tiên mình vì phần thông tin này mình sẽ cắt bỏ cái mất thời gian các bạn nha các bạn. Rồi nha các bạn đăng ký đầu tiên thì tên, mật khẩu và xác nhận mật khẩu, mail và mail, câu hỏi bí mật nha các bạn hỏi câu hỏi bí mật nào bất kỳ nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn nhấp vào tôi đồng ý vào điều khoản nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào số mã captcha của nó nha các bạn, 914. Cái này rất ngon các bạn, bari không cho các bạn. Vâng các bạn ơi, các bạn muốn đầu tư Buffett Money thì dán địa chỉ Buffett Money Bitcoin, thì các bạn đầu tư nào các bạn bắt địa chỉ đi vô các bạn. Vì mình đầu tư Dogecoin nên mình bắt địa chỉ Dogecoin đi vô. Rồi. Có ID thơm nữa nè các bạn. Bị ở Litecoin nữa. Rồi đăng ký ngay. Khi các bạn đăng ký một cái tài khoản rồi các bạn có thể rút tiền luôn các bạn. Rồi. Vì là rồi các bạn, như vậy là thành công các bạn, các bạn bấm nút xin login nha các bạn. Rồi vì mình đăng nhập lại các bạn, mình đăng nhập các bạn. Rồi như vậy là mình ra một cái tài khoản rồi các bạn. Nha các bạn, sau khi các bạn đăng ký thì tài khoản mình đã thành công các bạn. Các bạn muốn rút tiền thì bấm vào nút rút tiền này các bạn. Nút tiền gỡ thì tiền gỡ, rút tiền thì các bạn bấm nút rút tiền này. Chờ chút nha. Rồi các bạn, hình thức rút tiền đó các bạn xuống đây nhập cái số này là số tiền của các bạn, số dư của các bạn này. Rồi các bạn ghi yêu cầu, rồi bạn ghi thông tin của các bạn vô, muốn ghi gì các bạn ghi gì, rồi các bạn bấm nút yêu cầu là tiền nó về các bạn, là số dư của bạn khi bạn đăng ký rút về 0.05 đô la luôn. Con này đầu tư để mình chút mình đầu tư các bạn. Bạn nào muốn chơi đầu tư thì đầu tư, muốn chơi bari bari. Các bạn nào muốn giới thiệu thì bấm vào nút giới thiệu, copy link chia sẻ các bạn. Rồi các bạn nào muốn tiền gửi nè, vì mấy cái này nó quá dễ rồi mình không có hướng dẫn các bạn nữa. Giờ mình gửi đến cho các bạn một kèo iRub kiếm cái đồng te shot nha các bạn, tham gia cuộc thi giành giải thưởng độc quyền các bạn. Trang web được thực hiện bởi đồng lay đơ lay kỷ niệm đến tôi tham gia cuộc thi đến 1.000 set tương đương như là 1.400 đô la Mỹ để tham gia điện vào mẫu. Đây hình thức của nó thì như vậy nè các bạn, nó có 3 cấp. Người chiến thắng thì vị trí số 1 thì các bạn kiếm được 1.000 cái set và một cái số nano ít. Cái này vậy dưới lạnh này ta ơi, mình cũng không gần dưới lạnh không. Rồi các bạn, kèo
này khởi chạy hiện ngày 23 tháng 11 sẽ kết thúc nha các bạn. Vì mình đã có tài khoản ngay đây, mình login vào các bạn ơi. Các bạn chờ chút nha. Email nhân quên. Kèo này rất ngon nha các bạn. Các bạn ráng nha. Chết bà, mình có đếm cái tên rồi xong hướng dẫn anh em ta. Hôm qua mình có làm cái video vì lý do bị dính bản quyền là mình gỡ xuống các bạn. Đầu tiên thì các bạn mới vô thì làm nhiệm vụ có các bạn có một bon, một bon CT. Cái đồng này được công ty là Lader hỗ trợ các bạn. Vì các bạn vô hoặc có các bạn nào mà làm kèo iGroup này làm mới được. Này các bạn, đầu tiên thì các bạn vào comment Facebook của nó mà các bạn nhận được 150 điểm các bạn. Các bạn retweet this post được 100 điểm, subscribe kênh YouTube của nó được 100 điểm. Tag ba tag người bạn của mình lên Facebook nhận được 200 điểm. Retweet post 100 điểm. Hiểu qua mình đã làm video hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ nhưng vì dính bản quyền nên mình anh em thông cảm cho mình nha tất cả anh em. Xin được thu hết trên các bạn mới làm vô mấy cái này nó dễ bẹt à. Subscribe thôi, vậy video của mình thông báo đây giờ mình nhiệm vụ mình làm hết trơn rồi, mình biết sao làm lại hướng dẫn các bạn. Mong các bạn thông cảm bỏ qua nha các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Mình sẽ kiếm những kèo nào ngon ngon hơn sẽ up lên cho các bạn.